Các bạn đứng một chỗ không cần xô đẩy đánh nhau nha. Chuỗi ngày bán em. Đứng một chỗ nha. Nhà bên đây. Bây giờ bên nào tay cao nhất và la hét dữ nhất không xin đi qua bên đó. Còn đứng như này quan sát nha. Đứng một chỗ đấy các bạn. Anh giữ xuống kia hát xong bài đẹp xong bài. Tôi nghe rất nhiều. Ok. Các MC có không đứng ở khu vực bên nào? Ở đây là ai yêu mến chị có không nhiều nhất? Bên này hả? Ok, đứng ở chỗ nha. Chẳng dài dạng qua ra là chút xíu được. Từ khi em bước ra đây, quay lòng anh ngập tràn bao giá băng. Căn phòng vắng ngày đêm, phòng vắng đợi chờ, hai đời chờ. Giờ em đang ở nơi đâu, có điều vui và có như đến này. Bao ngày tháng rời xa, anh mới biết rằng em đã lãng quên tình anh. Năm tháng đã trôi qua, là chuỗi ngày vắng em. Tình yêu của anh và em giờ đây không còn. Cho con tim anh bàng hoàng hơn nữa. Anh biết là cuộc đời này sẽ không có em bên cạnh. Anh nói là cuộc đời này chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh nhớ một vài tình ca để dành tặng riêng đến em. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể. Sao nỡ đành lòng vội vàng em đã quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều cửa nhà vì sao sáng cao chúc em được mãi êm đềm. Hạnh phúc bên đời mình chiều. Ok. Bên nào máu nhất? Em khi chiếu máu thì hơn chiếu sung người sao? Bên nào sung nhất? Ok. Đứng một chỗ đây. Giờ em đang ở nơi đâu? Có điều vui và có như đến này. Bao ngày tháng rời xa, anh mới biết rằng em đã lãng quên tình anh. Trôi qua là chuỗi ngày vắng em. Tình yêu của anh và em giờ đây không còn. Cho con tim anh bàng hoàng hơn nữa. Anh biết là cuộc đời này sẽ không có em bên cạnh. Anh nhớ là cuộc đời này chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh nhớ một vài tình ca để dành tặng riêng đến em. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được. Quên bao lời yêu, anh vẫn nguyện còn một điều cười nhạt vì sao sáng cao chúc em được mãi êm đềm hạnh phúc bên người mình yêu. Các bạn đứng một chỗ nha bây giờ. Nhảy à? Bây giờ bên nào còn sức không?